Chào các bạn, hôm nay mình sẽ mở hộp máy Intel A13, một điện thoại giá bình dân của dòng Intel ha. Thì con này giá nó tầm khoảng là trên 1 triệu một chút, tức là chưa tới 1 triệu mốt đâu. Đó. Thì mình sẽ mở hộp bên trong này máy nó có gì ha. Trước tiên là mình mở hộp ra, bên ngoài hộp nữa các bạn, thông tin về sản phẩm. Rồi, đó. Bên hông hộp đây, thông tin của điện thoại nhập khẩu ha, sản xuất năm 2017. Đây là máy, nhân vật chính của chúng ta đây, mình bỏ qua một bên. Mình sẽ kiểm tra trong này có những nội dung gì trước. Thứ nhất là một cái cáp, một cái tai nghe và một cục sạc. Cục sạc thì thông số nó là như thế này. À, mình sẽ cho thông số sạc ra. Đây thì thông số sạc của nó là 1 ampere. Rồi bỏ qua một bên. Còn đây là máy, thì đi khi máy mua sẽ được kèm một cái ốp lưng nhựa cứng ha. Đó. Thiết kế của máy nè, camera sau, đèn flash, loa ngoài, logo thương hiệu, nút nguồn tăng giảm âm lượng, mạ vàng ha, camera cũng mạ vàng luôn. Rồi đây là phần camera trước, phần mặt trước thì nó có loa, có hình cái camera trước, 3 nút điều khiển, nút trở về, nút home và nút đa nhiệm. Rồi và muốn mở máy ra để lắp sim thì các bạn bấm mở ở cái phía dưới nè, nó sẽ có một cái khớp đó, các bạn dùng hai ngón tay của mình bậy ra. Đây. Thì bên trong này nó sẽ pin này nó sẽ tháo rời ha. Thông số máy đây. Rồi. Đây là cục pin. Dung lượng là 2400. Và đây là khe sim micro, đây là sim lớn, sim thường. Và đây là khe thẻ nhớ ha. Ba chấu loa ngoài. Rồi. Mình sẽ mở máy lên nó có cái gì bên trong này. Rồi, mình sẽ mở máy lên trải nghiệm cho các bạn xem thử ha. Rồi. Bên trong là giao diện của máy ha các bạn ha. Thì máy này thì mình test được điểm AnTuTu á là khoảng được 17.000 á. 17.062 ha. Còn xếp hạng thì AnTuTu nó bỏ phần xếp hạng rồi. Rồi. Thì đây là giao diện của máy. Nó nói chung là khá đơn giản. Vô đây. Nó có một số tính năng hữu ích như là FM nè. Ngoài ra tích hợp sẵn các ứng dụng như là YouTube rồi đó, giống như ứng dụng phần Google hết rồi, ứng dụng nghe nhạc. Có một cái đặc biệt thì máy này nó có hỗ trợ cái tính năng gọi là giải phóng RAM này, nhanh làm chạm này, giải phóng nè. Đó. Tối ưu máy rất là nhanh. Hỗ trợ cho bạn đóng ứng dụng điện ngầm. Còn về camera của nó thì ở mức tầm trung thôi, không quan tâm lắm. Chủ yếu máy này là dành trẻ nghe gọi, nhắn tin, xem YouTube, lướt Facebook. Facebook Live nha, có sẵn nha các bạn. Tại mà Facebook kia thì nó hơi nặng, tại vì RAM của nó chỉ có 512 MB thôi, nó chỉ chiến được các game nhỏ, không chơi được cái game nặng như Liên Quân. Cài vô thì vẫn có thể chạy được nhưng mà nó rất là lag. Tính năng đặc biệt thì nó không có tính năng gì đặc biệt hết. Rồi đây mình mở hộp cơ bản cho các bạn ha. Đó, không có tính năng gì đặc biệt trong này hết. Lướt thì nó cũng hơi đi. Rồi, mình cảm ơn các bạn rất là nhiều.